Cái gì này? Như này thì xử lý thế nào hả các bạn? Cầm trên tay gói mì Hảo Hảo, thế gian này không dâu nào thảo bằng em. Trời, đỉnh không? Tán gái bằng gói mì tôm, nhưng đổ hay không thì tôi không biết. Nhưng thôi kệ, không đồng ý thì vẫn còn có gói mì Hảo Hảo bích 100g. Và con cua không thích nghe nhạc đen vâu, cua nâu Naui, đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng, sẵn sàng vì bạn nhảy vào nước sôi lửa bỏng bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi bụng đói ví đau, tăng hơn 30% so với gói thông thường. Lượng mì nhiều hơn để bạn ăn no trong các bữa chính như bữa trưa và bữa tối. Mà Hảo Hảo có đang nuông chiều khách hàng quá không vậy? Đã tăng khối lượng rồi lại còn có cuộc thi ăn no tiếp sức thành công lớn. Nhận ngay combo quà tặng trị giá 380.000 đồng, một voucher God X 100k, một bộ thêm muỗng và sản phẩm mì Hảo Hảo bích 100g. Vừa được ăn vừa được chơi lại còn có quà. Thời gian tham gia cuộc thi là từ ngày 7 tháng 7 đến hết ngày 7 tháng 8. Trên trang phở bò của mì ăn liền Hảo Hảo. Quá tâm lý đến từ Hảo Hảo khi gia hạn thời gian tham gia chương trình đến ngày 7 tháng 8. Ngại gì mà không thử các bạn ơi, biết đâu lại trúng được phần quà. Dễ như thế này cơ mà. Chỉ cần bắt được đủ các vật rơi cùng gói mì Hảo Hảo bích 100g. Với tôm mì có con tôm to là đạt 100% năng lượng. Hôm nay tôi ăn mì cùng trung bình các bạn nữ khi cãi nhau với người yêu. Mì với cua. Ngang lắm. Uầy, hương vị tôm chua cay nguyên bản đặc trưng của Hảo Hảo vẫn là đỉnh. Giờ lại có gói mì Hảo Hảo bích 100g, vừa tiện lợi, thơm ngon lại no căng bụng, tiếp thêm sức cho bạn hoàn thành công việc. Ra siêu thị tạp hóa mua ngay đi nhá, giá chỉ tầm 6.000 một gói. Chốt đơn.